Sức mạnh quá vậy. Trời giờ vậy, hai kiến tạo một bàn thắng cũng được. Được trận đầu tiên, khán giả ngồi kính khách đời. Nhanh gọn lẹ giúp tôi. Wow! Tôi là Thi Freestyle. Và đây là Quảng Nam. Mới hạ cánh ở sân bay Chu Lai anh em ơi. Giờ thì cùng với lại Phan Văn Long xuống thành phố Tam Kỳ. Nay anh em làm khai mạc giải La Ru Cúp siêu phổi ngoài đây. Ngày mai mới làm. Chiều nay tới. Tới thì dĩ nhiên phải ra sân banh rồi. Nay có kèo đá banh ở ngay cái sân mai làm giải luôn. Có kèo đá banh cáp sẵn luôn. Cô em tính đây mau ngoài ngoài này đã cáp sẵn một kèo tối nay đá ở sân Gu Mường Thanh. Anh em cùng theo chân mình nhé. Giờ thì đã tới sân rồi nha. Gu Mường Thanh. Potter chơi xong sân. Đói bụng quá. Kiếm gì ăn Long ơi. Đi dọc dọc kiếm gì ăn. Quảng Nam thì ăn mì Quảng. Thì giờ đi có gì ăn đó. Đợt trước ra đây cũng ở Mường Thanh đúng không? Đúng rồi. Xong rồi anh em mình đi bộ cái dọc đường này ra đây mình kiếm một cái trận banh đúng không? Ồ, vẫn còn nhớ, cách đây một năm là đã có mặt ở đây rồi. Nhưng lúc đó là mới hồi phục chấn thương, lúc đó là mới mỗi dây chằng được mấy tháng á. Chỉ đi biểu diễn thôi, không có đá được. Lúc đó Long đeo Cavada đá giùm. Đeo dây anh chi size 42, xong rồi còn là đế IC nữa, rồi anh trơn quá rồi. Ồ, một năm chơi nhanh quá anh em ơi. Đợt này là có clip đá banh ở Quảng Nam rồi. Đợt trước là không có clip đá, nhưng mà lúc này là lại một tỉnh hình nữa. Hết Đà Nẵng tới Quảng Nam rồi tới Vũng Tàu. Mấy giờ đá nè? Tối nay đá lúc 19 giờ. Tô thủ này, bắt con này. Mbappé, Neymar. La Ru Sport. La Ru tài trợ muôn nơi. Tại miền Trung. Miền Trung thì không ai qua lại ra La Ru rồi, đúng không anh em? Đúng không anh em? Thôi thì kiếm đồ ăn thôi anh em ơi. Tình hình là ra Quảng Nam bị hai bạn bắt gặp. Chụp hình bằng điện thoại Long luôn. Giờ đang đi gửi. Ok, bye bye em nha. Hay quá Long ơi. Trời, đây xe đạp của em hả? Ghê trời. Mà em thấy em ở đâu? À nãy đi bộ qua thấy hả? Trời bye bye em nha. Tập vừa bạn. Làm vài món. Rồi đi đâu anh đi? Vậy đá banh em ơi. Rồi đi đá banh. Gặp kia là bạn của anh Thi. Tính em à? Tính em à? Ủa tính của em media làm chuyên livestream các giải bóng đá ngoài này. Kéo vali ra sân banh luôn. Kéo vali sân banh. Rồi xong. Quá trời bạn bè mình luôn. Đây đá chung. Hình quá, đợt trước cũng cái sân này. Ra không được đá, ghiền quá, đợt này được đá rồi. Vui quá vui. Thế anh em có vẻ hào hức chưa? Hello anh em. Hello. Bạn sao ta đặt tên em là Tính Neymar? Em là Phan Neymar. Phan Neymar. Đợt làm chương trình La Ru Cúp siêu phổi ở Đà Nẵng, mình quê bạn này, nên nhờ đó có kèo đá banh tối ngày hôm nay đó nha anh em. Anh em thấy mình cầm cái túi này theo không? Túi quần Ren Sport. Mình mang ra đây 3 đôi giày. Thế là quà gì đi? Cho anh em chơi game đá banh ngoài này. Prosper Challenge với mình. Là thì đá trúng cái sàn ngang là lượm đôi giày đấy hả? Đúng rồi. Quá ngon. Mang ra. Quá đơn giản luôn anh em. Trúng sàn ngang là tặng một đôi giày. Wow. Đây là màu đen của Red Sport. Hôm nay mình sẽ mang một đôi nha. Còn hai đôi là mình sẽ tặng. Trời. À vàng đồng đẹp quá ha. Xanh da trời. À màu xanh. Này bao tiền một đôi à?
945.000. 945.000 của Rain Sport. Nhìn xịn xò nha. Chỉ là giày TF Rain Sport thôi. Không có tên. Đợt trước cái đôi trước là đôi Mundo R, còn có tên là Mundo R, còn đôi này không có tên. Chỉ biết là Rain Sport. Mã nó tên là 333123. Cái gì 113 chứ. Cái mã đó. Trời ơi, giày TF Rain Sport. Nhìn bề ngoài thấy ok rồi đó. Mang đôi màu trắng ha. Ai quan tâm đến đôi giày đá bóng Rain Sport này thì mình để link trong phần mô tả nha. Ok, đẹp không Long? Hơi bự. Thấy hơi bự á. 42.5 kỳ vậy. Phải 42.5 không vậy? Coi lại coi. Hãng gửi 42 nè anh em. Rồi, made in Thailand nha. Dư mũi à? Bự quá trời luôn. Dư mũi chắc rồi. Cái media. Tính qua media đúng không? Này mặc đồ Rondo luôn. Đây là Văn Phương, một cầu thủ trẻ của U17 Quảng Nam. Nghe nói fan của Neymar mà mặc đồ Rondo. Đồ Rondo hết luôn kìa. Không nghe được gì. À bò bò. Bảy bò. Là trận này đá kèo 73 trải trên sân đó nha anh em. Pha chạm bóng đầu tiên với đôi giày mới, cảm thấy hơi lỏng lỏng, chắc là do hơi rộng rộng. Chứ mặt được. Giày mới hơi khó đá. Chạy mày. Hay quá. Đồng đội đang lao vô ở giữa nè. Đây. Hết đường rồi. Lầm. Ok. Ủa, ra ngoài hả? Chào mày. Đợi bên Quang ơi. Đợi bên tin. Chị giữa. Chết tôi thôi trước rồi. Cú dứt điểm vừa rồi nhẹ và không quá hiểm, nhưng vô tình chạm trúng cái chỗ đề phô ở đây, làm đổi hướng, thủ môn gãy luôn. Cái nữa. Nãy giờ là mình đá ở vị trí hậu vệ cánh phải nha anh em. Ủa vô luôn á? Đâu ra vậy trời? Hay á, khỏe. Trời ơi, kiếp ơn. Dính. Từ chấm phạt góc chuyền về cho Tính Neymar, sau đó là một cú dứt điểm rất mạnh, liệu có vào không? Oh.
xin mạnh quá vậy. Trời Tĩnh ơi, fan Neymar mà ăn mừng siêu kìa. Kế Tĩnh về lại, về lại, về lại. Theo mình quan sát là đội bạn không có thủ môn, một cầu thủ xuống chụp nên bên đó chuyền về thủ môn hoài luôn. Ở cột xa có đồng đội. Để lại ok. Trời khó quá. Giữa được, nhét giữa. Văn Phương đang bước lên ở giữa, chuyền thôi. Người đang sống bên đây. Thầy đây. Ồ. Tối em ơi. Từ từ đó hút mình hút. Con hôn này. Sân nhỏ quá. Bình thường ở Sài Gòn là 3 sân 5 ghép thành 1 sân 7. Ở đây thấy 2 sân ghép lại thôi. Dài nè. Keeper. Cái nữa. Vậy là em. Giữa lại, giữa lại, giữa lại. Banh về giữa nè. Ê, ê, ê. Tối ơi. Cắt. Tính được. Cả bùn nè. Ô là là, trời này chống chạy quá nè, lên nó chiếm vị trí thôi. Sau một vài sự thay người thì giờ mình đã tiền đạo nha anh em. Rồi vô luôn hả? Hậu vệ đội bạn dâng cao, mình lướt lên nhận đường chuyền qua đầu nè. Hơi da, đường chuyền qua đầu quá hay của Văn Phương, nhưng quyết điểm của mình lại thiếu chính xác. Hơi!
Ok em ơi. Dạ, tuyệt vời. Đường truyền lên quá tốt từ thủ môn Thanh Sang. Cầu số 69 đứng hơi cao nên bị rớt qua đầu. Mình quan sát thấy đồng đội tuyến 2 băng lên nên làm tường một chạm về. Cú dứt điểm sau đó của Thanh Đào thì ngay góc thủ môn bỏ tay. Quan sát sau lưng trước khi nhận banh nè, không có ai nên thoải mái giữ lại chờ đồng đội lên. Game ơi. Như vậy là Văn Phương đã có bàn thắng riêng cho mình trong trận này. Em. Tiếp luôn. Chà chà, thủ môn đội bạn dâng cao, đá bảy cầu giống như bao play trong phút xanh luôn rồi. Thôi em. Lên. Chế biên. Đội bạn không tận dụng được cơ hội nên bị phản công. Lúc Văn Phương truyền bóng cho mình thì thủ môn đội bạn còn đang đứng trên cao. Mình chỉ việc nhận banh và đá thẳng vào khung thành là thủ môn sẽ không về kịp. Ô la la, vậy là trận này đã có bàn thắng riêng. Anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha. Quá nhiều đường nữa. Mệt. Mày mà có em nữa thì mệt. Ơi, mấy anh em chào kênh TV Side nè. Sân Gu Bàn Thanh, chào mọi người. Đội bạn được hưởng một pha đá phạt góc. Trời, giờ vậy? Đôi giày hơi rộng nên phải siết dây chặt thật chặt vậy nè anh em. Được. Hậu vệ đội bạn dâng cao, đồng đội bước lên cái là mình bấm qua đầu nè. Trời. Kèm ơi. Dời. Đó. Keeper. Thả dưới. Đây. Chết tôi. Qua đâu được. Quá. Ừ. Đẩy biên kìa. Rồi. Giữ lại. Tránh được. Dưới luôn. Đồng đội ngoài biên cắt vô trong, thả cái khe này là xong. Trời ơi. Cắt sớm rồi. À ha, bên áo trắng đỡ thủ môn rồi. Cầu thủ to bự bắt thủ môn hồi nãy giờ đã lên gánh tuyến giữa rồi nha anh em. Bước qua. Cắt. Trời.
Thôi vô luôn. Hết giờ luôn trời. Ủa hết hiệp hả hay hết giờ vậy? Ủa. Ủa dạ. Chưa đã luôn. Ok tính rồi. Ok. Rồi tốt, keep up hay. Ok. Ok. Vậy Race Sport mình mang 42 là hơi sai, mang 41 thì ngon lành hơn. Được không? Hai kiến tạo một bàn thắng cũng được. Hơi rộng so với mình tưởng, 42 mang rộng quá trời luôn. Phải siết dữ lắm mới vừa. Cảm ơn Race Sport Việt Nam đã tặng mình 3 đôi giày cho chuyến đi lần này. Ok ok. Và bây giờ là nửa đêm. Mọi thứ đang set up cho buổi ngày mai. Tính thì nó live stream mấy trận ngày mai. Nè, gửi em cái áo. Qua tặng mọi người ơi. Có qua tặng. Nãy dẫn đá banh tặng cho cái áo. Cảm ơn em trận banh nay nha. Sáng ngày hôm sau. Khán giả đông quá anh em ơi. Được trận đầu tiên, khán giả ngồi kính khán đài, kính đường biên. Phía bên kia cũng có người ngồi. Quá ghê, quá ghê. Bên đây cũng có nữa nè. Ở đây cũng có nữa nè. Đằng xa cũng có nữa nè. Ngồi dọc bên hông luôn. Dựng xe máy ngồi coi luôn. Xe máy dựng dọc bên hông. Kín hết luôn. Đó mấy anh em hôm qua đá banh chung. Nay ngồi làm việc chăm chỉ không? Tính ngồi máy kỹ thuật nè. Đây. Quả bình luận nè. Quay phim nè. Trên đây thêm một máy nữa. La Rue Cup siêu phủi 2023 mình đã có giới thiệu trong video clip ở Đà Nẵng rồi nha anh em. Đợt này là làm ở Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ. Sắp tới còn làm ở Tây Nguyên nữa. Anh em Tây Nguyên chuẩn bị chiến giả nha. Đông vui quá anh em ơi. Đông vui quá. Ben Anty nè. Khán đài nè. Ben Anty nè. Ra ngoài. Bên cánh bên trên này nè. Sáng chiều đều đông vui. Đó. Ê. Hỏng là thua đúng không? Wow. Vậy là áo xanh thắng. Ok, áo xanh thắng. Còn giờ là game show sút bóng xà ngang của mình tại sân bóng Gu Mường Thanh. Wow, bóng đi hơi xa rồi, cảm ơn bạn. Lông này quen quá. Hôm bữa ở Đà Nẵng gặp rồi nè đúng không? Dạ. Trời ơi, đi tháng mười mấy cây số xuống đây đá xà ngang để kiếm đôi giày quá ghê Long ơi. 3, 2, 1. Vô. Rồi, tách luôn. Rồi, cảm ơn Long rất nhiều. Rồi, mid test luôn. Bye bye, cảm ơn anh.
Rồi, 3, 2, 1, vô. Mít nữa. Trời ơi, sao kiếm đôi giày sao khó khăn quá vậy? Lấy đôi giày ngay bây giờ. Trời ơi, sao đi xa quá. Rồi, vô, lên đường. Mít luôn. Rồi, mời anh. 3, 2, 1, action. Wow! Rồi, từ từ. Ra đây, ra đây. Bạn anh đôi giày. Anh tên gì vậy? Tên Phụng. Em tên Phụng. Anh tên Phụng hả? Phụng đến từ đâu? Tam Kỳ. Tam Kỳ hả? Rồi mời mở giày cho mọi người coi. Giày đẹp không? Một đôi giày màu đen của Rainsport. Màu đen. 3, 2, 1. Mời em đá luôn. Nhanh gọn lẹ. Mít luôn. Rồi. Chơi. Mít. Lấy đôi giày. Lại mít rồi. Mời chủ sân ra đòn quyết định. Trời ơi, giờ ra sân bay rồi. Ồ, rồi đeo vàng dữ vậy rồi lên chiến giày luôn hả? Ghê vậy ta. Vô. Oh my god. Wow. Lên. Trời ơi, chệch góc A trong gan tức. Rồi dính luôn. Oh my god, chúng vô biển quảng cáo rồi. Tôi buồn quá mà. Trời ơi, đá vậy làm sao mà lấy được. Mời cao thủ lên. Xếp hàng lên trên. Chụm cái máy lạnh. Rửa tay. Rồi, quá buồn luôn. Mọi người đá xà ngang làm tôi hoang mang quá. Có ai đá là kỹ thuật nó gần gần chúng cũng được. Trời ơi. Vô. À, nhanh gọn lẹ giúp tôi. Wow! Rồi, cảm ơn anh. Anh tên là gì ta? Phan Anh Vũ. Phan Anh Vũ là trọng tài của giải đúng không? Dạ đúng rồi, trọng tài của giải lần này. Rồi, hy vọng là anh sẽ có một mùa giải thành công tại giải La Ru Cúp Siêu Phủi lần này. Thì bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Giờ mình ra sân bay, bye bye mọi người. Và bây giờ là mình đang ở sân bay Chu Lai, chuẩn bị cất cánh trở về Sài Gòn. Và tạm biệt anh em ở Tam Kỳ nha. Tạm biệt La Ru Cúp Siêu Phủi tại Quảng Nam. Anh em muốn mình đi tỉnh thành nào nữa thì thả vào đây cái comment đi nào. Nhưng lại anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh. Đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.